Mới đây Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 282 ca Covid-19 mới. Đây là ngày thứ 41 Hà Nội không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Bệnh nhân mới phát hiện phân bố tại 118 xã phường thị trấn thuộc 28 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Nam Từ Liêm. Như vậy, tổng số ca bệnh ở thủ đô trong hơn một năm qua đã vượt mốc 1,6 triệu, trong đó có 1.336 ca tử vong. Đây là ngày thứ 41 Hà Nội không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố còn gần 81.300 ca đang điều trị theo dõi, giảm hơn 300 ca so với hôm qua trong đó có 103 ca điều trị tại bệnh viện, tăng 5 ca so với ngày trước đó và hơn 81.100 ca theo dõi tại nhà. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến hết ngày 25 tháng 5, toàn thành phố đã tiêm được hơn 18,4 triệu mũi, trong đó mũi 1 đạt 98,9%, mũi 2 đạt 96,4%, mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại đạt 95,6%. Riêng với tiêm vaccine cho trẻ em, tính từ chiều ngày 16 tháng 4 đến nay, thành phố đã triển khai tiêm mũi 1 cho 170.770 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ngoài ra, hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 100% và mũi 2 đạt 99,9%. <laughs> Xin chào quý vị đang theo dõi bản tin COVID-19 trên kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Trước khi đến với những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại các quốc gia trên thế giới, hãy cùng chúng tôi cập nhật số ca mắc Covid-19 mới tối ngày 29 tháng 5. Tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 5 đến 16 giờ ngày 29 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới trong đó không ca nhập cảnh và 890 ca ghi nhận trong nước, giảm 224 ca so với ngày trước đó tại 39 tỉnh, thành phố, trong đó có 617 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau, cao nhất là Hà Nội với 282 ca mắc. Tiếp sau đó là lần lượt các tỉnh Yên Bái 67 ca, Nghệ An 60 ca, Quảng Ninh 46, Vĩnh Phúc 40. Tuyên Quang 39, Phú Thọ và Thái Nguyên cùng có 30 ca nhiễm Covid-19, Quảng Bình 20, Thành phố Hồ Chí Minh 18, Hải Phòng và Sơn La đều ghi nhận 16 ca mắc mới, Đà Nẵng và Thái Bình đều ghi nhận 25 ca, Hòa Bình và Lào Cai cùng có 21 ca mới, Quảng Trị 15 ca, Hà Giang và Hà Tĩnh cùng có 12 ca mắc. Lai Châu 10 ca, Điện Biên 9, Hải Dương 9, Nam Định, Lâm Đồng và Hưng Yên cùng có 8 ca mắc mới, Lạng Sơn 6, Thanh Hóa 6, Bắc Cạn 5, Hà Nam 5, Thư Thiên Huế 5, Ninh Bình 3, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Bình Định 2, Gia Lai 2 và Bình Phước 2. Cao Bằng, Tây Ninh, Bến Tre và Đồng Tháp là các tỉnh ghi nhận số ca mắc thấp nhất trong ngày với 1 ca mắc mới. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Phú Thọ giảm 36 ca, Lào Cai giảm 32 ca và Vĩnh Phúc giảm 30 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Đà Nẵng 18 ca, Hải Phòng tăng 3 ca và Hòa Bình tăng 2 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 1.195 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.717.251 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.257 ca nhiễm. Kể từ được dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.709.493 ca, trong đó có 9.445.535 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, cả nước có 8.439 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 9.448.352 ca. Tuy nhiên, theo báo cáo, hiện nay vẫn còn 189 ca bệnh nặng phải thở oxy để chữa trị. Tính từ 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 đến 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, cả nước không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19. Số liệu COVID-19 trung bình trong 7 ngày qua cho thấy không có ca tử vong nào ở nước ta được ghi nhận. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong của nước ta xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Thưa quý vị, sau 6 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm giảm, mới đây, chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tuyên bố kiểm soát được tình hình dịch và quyết định dỡ bỏ một số hạn chế về Covid-19 kể từ ngày 29 tháng 5. Trong một cuộc họp về Covid-19 mới đây, ông Từ Hòa Kiến, phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy, kim giám đốc văn phòng, phòng thông tin thành phố Bắc Kinh cho biết, kể từ ngày 29 tháng 5, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát sẽ được thực hiện một cách linh động theo từng bộ phận và cấp độ. Ông Từ cho hay Bắc Kinh đã ghi nhận số ca nhiễm giảm trong 6 ngày liên tiếp. Trong ngày 27 tháng 5, không có ca nhiễm cộng đồng nào được phát hiện. Tám quận đã ổn định và đạt được mức không về số ca nhiễm cộng đồng. Các ca bệnh lẻ tẻ ở các quận riêng lẻ đều nằm trong khả năng có thể kiểm soát được. Đợt dịch hiện nay đã được kiểm soát hiệu quả. Công tác phòng chống dịch của thành phố sẽ chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang phòng chống bình thường. 8 quận không có ca nhiễm cộng đồng mới nào trong 7 ngày liên tục trở lên sẽ trở về hoạt động sản xuất và nhịp sống bình thường, ngoại trừ những người sống trong khu vực cách ly. Các trung tâm mua sắm không nằm trong diện cách ly sẽ hoạt động trở lại, kèm yêu cầu về số lượng khách được ra vào cũng như không tổ chức các hoạt động tụ tập như triển lãm và khuyến mại trong thời gian tới. Nhiều khách sạn và trang trại đã hoạt động trở lại bình thường. Tất cả địa điểm du lịch, bảo tàng, nhà hát, phòng trưng bày nghệ thuật, trung tâm văn hóa và địa điểm thể dục thể thao nếu không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào trong 7 ngày sẽ được mở cửa theo giới hạn 50% công suất. Mặc dù Bắc Kinh đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên tình hình công tác phòng chống dịch tại thành phố này vẫn còn gây gắt. Người dân cũng như quan chức chống dịch được cảnh báo không nên thả lỏng vì nguy cơ nổ ra một đợt bùng phát mới vẫn tồn tại. Giống như Bắc Kinh, tình hình COVID-19 tại Triều Tiên cũng đang có những chuyển biến tích cực, nhiều khả năng quốc gia này sẽ sớm nới lỏng các hạn chế phòng chống COVID-19 trong thời gian tới. hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp bộ chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, đưa ra đánh giá tích cực về tình hình đại dịch đang được kiểm soát và cải thiện trên khắp đất nước, song không cho biết thời điểm diễn ra cuộc họp này. Theo KCNA, cuộc họp của Bộ Chính trị đã thảo luận về vấn đề liên tục ổn định và cải thiện tình hình chống dịch chung, trong khi tăng cường củng cố những kinh nghiệm đã đạt được trong thời kỳ đầu của công tác chống dịch. Ngoài ra, cuộc họp cũng xem xét vấn đề phối hợp và thực thi một cách hiệu quả và nhanh chóng các quy định và hướng dẫn chống dịch trong bối cảnh chống dịch ổn định hiện nay. KCNA ám chỉ rằng Triều Tiên có thể nới lỏng hạn chế liên quan đến dịch Covid-19 để ngăn chặn tình trạng nền kinh tế trở nên ngày càng xấu đi, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng tình hình dịch bệnh tại đây đang được kiểm soát.